Kể cả hôm nay anh nói luôn nha, kể cả những cái ông Thích Minh Tuệ giải quyết cho cái dân tộc Việt Nam này mà chúng mày bảo Phật sống. À, Minh Tuệ xuất hiện đúng năm nay lũ lụt báo ra ghi lũ lụt miền Bắc luôn. Phật sống xuất hiện mà dân tộc lại gặp thiên tai báo lụt thế à? Phật sống xuất hiện thì đất nước nó phải là hưng thịnh, hưng vượng nhỉ. Nếu mà không chặn nhanh cái cu Thích Minh Tuệ nhá, nó đi kéo theo lên 1 triệu thằng đi ăn mày sau lưng sau đít nó, ai mà cảm được. Nhà nghị này nhá, nhất vào người mẹ hôi ngu lên tắm rửa thì mẹ không chặn nhanh kéo theo một lũ ăn xin, không phải cả triệu, cả đoàn cả triệu người. Thế bây giờ Vài lời gửi cho Khánh Sì Cai hay là Khánh Sì Ke gì đó. Bão lụt nó là thiên tai, nó có thể xảy ra trên khắp thế giới. Không biết đầu bạn có vấn đề gì không mà lại thốt ra những lời nói phỉ báng sư Minh Tuệ như vậy. Bạn có thể đụng chạm đến ai cũng được, nhưng đụng chạm đến sư Minh Tuệ là sẽ có báo ứng chứ không phải bão lụt nữa đâu. Sự xuất hiện của sư Minh Tuệ đã được nhiều người cung kính và ngưỡng mộ. Nó đã làm cho con người chúng ta giác ngộ và bớt sân si và học được những đức hạnh tốt, đã được mọi tầng lớp từ trẻ đến già, từ giàu đến nghèo, từ bần nông đến trí thức. Tôi tin chắc điều này bạn sẽ nhận thấy. Bạn đừng theo vết xe đổ của ông Thích Chân Quang cũng chỉ một câu nói thằng ba trợn mà thân bại danh liệt. Đó chính là tấm gương. Bạn đang thành công, việc bạn thì bạn cứ làm đi, chứ việc này không đụng đến chén cơm manh áo của bạn. Nên bạn hãy bớt sân si đi, xem nhân cách và đạo đức của mình đã hoàn thiện chưa. Không biết bạn có mục đích gì, nhưng đừng có dùng những từ gây sự chú ý cho mọi người. Đó chính là làm tổn phước cho chính bản thân của bạn.